Ok, thì bây giờ mình đã có được cái mic này rồi. Lúc nãy là mình bị lộn, nó vẫn là cái mic của cái webcam. Vì mình quên chỉnh setting lại trên máy tính. Đây là âm lượng lúc mà mình nói để kề sát môi. Và đây là lúc mình kẹt. Mình sẽ chỉnh lại thêm một chút để xem để được gì, tay nhanh hơn não sao? Oh no, xin đừng mà đừng tay nhanh hơn não. Như vậy thật là tệ, không tốt chút nào đâu. Xin đừng để tay nhanh hơn nào, miệng nhanh hơn tay. Đó, cái chỗ chỉnh âm lượng ở đâu ta? 100%. I can listen to the this level. Oh, chỉnh 100 hết rồi. Nghe to nhưng mà phải push lên xem nào. Bước lên nghe đây đây lên. Listen to this diver. Alo 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 alo. Alo 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 alo. Đúng rồi.